Bóng đá hôm nay, Nhật Bản bị loại đầy cay đắng, Italy lập kỳ tích ở World Cup nữ. Ander Gomez chính thức rời Barca. David Silva chọn ngày chia tay Man City. Lukaku xác nhận rời MU. Hà Nội FC có chiến thắng nghẹt thở trên sân Hàng Đẩy để có lần đầu tiên lọt tới chung kết khu vực, là những tin tức chính trong bản tin ngày hôm nay. World Cup nữ, đối đầu Nhật Bản với khát khao giành chiếc vé dự tứ kết, Hà Lan sớm có bàn dẫn trước nhờ pha lập công của Martens. Không chịu khuất phục, Nhật Bản dồn lên hòng tìm kiếm bàn gỡ. Cuối hiệp 1, Nhật Bản có được điều mình muốn với bàn gỡ hòa của Yui Hasegawa. Sang hiệp 2, Nhật Bản tổ chức những đợt tấn công dồn dập đặt khung thành Hà Lan vào tình trạng báo động. Tuy nhiên với sự thiếu may mắn, các cô gái Nhật Bản không thể kết liễu đối thủ, tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, Nhật Bản đã phải trả giá. Phút 90, Hà Lan được hưởng quả penalty và trên chấm phạt đền, Martens không phạm sai lầm nào đánh bại thủ môn đối thủ, qua đó mang về chiến thắng 2-1 cho Hà Lan. Kết quả này giúp Hà Lan giành vé vào tứ kết, còn Nhật Bản cay đắng rời cuộc chơi. Trong khi đó, Italia tiếp tục tạo nên bất ngờ tại giải đấu khi đánh bại Trung Quốc. Ngay phút thứ 10, Jacinti đã đưa bóng vào lưới Trung Quốc, nhưng bàn thắng không được công nhận bởi công nghệ VAR. Tuy nhiên người Italia cũng chẳng phải thất vọng quá lâu, khi chỉ sau đó đúng 5 phút, chính Jacinti là người mở tỷ số sau một pha dứt điểm lạnh lùng. Ngay đầu hiệp 2, cách biệt được nhân đôi cho các cô gái Italia. Lần này Gali là người điền tên mình lên bảng tỷ số sau một cú sút xa đẹp mắt, thắng chung cuộc 2-0. Italia lần đầu tiên dự tứ kết World Cup nữ kể từ năm 1991. Sir Alex xin lỗi Park Ji-sung. Trong suốt 27 năm dẫn dắt MU, Sir Alex Ferguson đã đạt được nhiều thành công nhưng cũng có những quyết định sai lầm khiến ông phải tiếc nuối. Một trong những quyết định đó là việc ông không điền tên tiền vệ Park Ji-sung vào danh sách dự bị của MU trong trận chung kết Champions League năm 2008 gặp Chelsea. Thời điểm đó, mỗi đội bóng chỉ được điền tên 7 cầu thủ vào danh sách dự bị thay vì 12 cầu thủ như ngày nay. Vấn đề của tôi ở trận chung kết năm ấy là đã bỏ rơi Park Ji-sung. Thậm chí tôi vẫn còn hối hận cho đến ngày hôm nay, Sir Alex nói. Cậu ấy đã đóng vai trò quan trọng trong đội và việc không sử dụng cậu ấy trong trận chung kết thực sự là một vấn đề. Tại Wembley năm 2011, tôi đã làm điều tương tự với Dimitar Berbatov và cậu ấy đón nhận tin tức đó một cách thật tồi tệ. Cậu ấy không đáng bị như thế, không cầu thủ nào đáng bị loại khỏi trận chung kết cả. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã đấu tranh rất nhiều để có 11 cầu thủ trong danh sách dự bị ở các trận chung kết. Đại diện Lukaku xác nhận đàm phán với Inter, không còn là những đồn thổi. Người đại diện của Romelu Lukaku đã xác định điểm đến tương lai của tiền đạo người Bỉ. Chia sẻ với báo giới, ông Federico Pastorello cho biết đang đàm phán với giám đốc Inter Milan tại Milano. Đúng, Inter đang cố gắng để mua Lukaku. Không dễ để có Lukaku nhưng tôi tin không có gì là không thể. Lukaku đã bày tỏ kế hoạch và nguyện vọng của cậu ấy. Chúng tôi sẽ chờ xem chuyện gì xảy ra. Kể từ khi huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer lên nắm quyền, Lukaku chỉ còn là sự lựa chọn thứ hai cho vị trí tiền đạo cắm của MU sau Marcus Rashford. Bởi vậy, Lukaku quyết định ra đi. Lukaku muốn hội ngộ Conte, vì huấn luyện viên Anh miêu tả là tốt nhất thế giới. Để có được sự phục vụ của Lukaku, Inter sẽ phải trả khoản tiền không dưới 75 triệu bảng. Đây cũng là mức phí MU trả cho Everton để chiêu mộ chân sút người Bỉ vào hè 2017. David Silva định thời điểm chia tay Man City.
David Silva cho biết 2019-2020 sẽ là mùa giải cuối cùng anh khoác áo Man City. Đó cũng là thời điểm hợp đồng của Silva với Man Xanh kết thúc sau 10 năm gắn bó. Thông báo này được tiền vệ 33 tuổi đưa ra trong cuộc họp báo tại Gran Canaria, Tây Ban Nha. Mùa giải 2019-2020 sẽ là năm cuối cùng. Với tôi, 10 năm là đủ, một cột mốc hoàn hảo. Silva rời Valencia đến Man City vào hè 2010. Qua 9 năm gắn bó, anh cùng The Citizens giành 4 danh hiệu ngoại hạng Anh, 2 FA Cup, 4 cúp liên đoàn. Silva đã ra sân 395 trận cho Man City và ghi 70 bàn. Ở cấp đội tuyển, anh chơi 125 trận, cùng tuyển Tây Ban Nha vô địch Euro 2008, World Cup 2010 và Euro 2012. Ander Gomes chính thức rời Barca đầu quân cho Everton. Everton đã chính thức kích hoạt điều khoản mua Đức Ander Gomes từ Barcelona với giá 22 triệu bảng. Tuyển thủ Bồ Đào Nha cũng giả đặt bút ký vào hợp đồng có thời hạn tới hè 2024 với Everton. Ander Gomes rời Valencia tới Barca vào hè 2016 với phí chuyển nhượng 30 triệu euro. Không khẳng định được chỗ đứng tại Camp Nou, Ander Gomes được đem cho mượn tại Everton mùa trước. Tại đây, tiền vệ 25 tuổi đã thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác so với màn trình diễn hời hợt của mình ở Tây Ban Nha. Riêng mùa giải vừa qua, Ander Gomes ra sân đến 29 lần, ghi một bàn thắng cùng hai kiến tạo, tạo được tầm ảnh hưởng nhất định lên lối chơi của Toffees. Miêu tả về quyết định khoác áo Everton, Ander Gomes dùng hai từ dễ dàng. Trên trang chủ của câu lạc bộ Derby County xác nhận, huấn luyện viên Frank Lampard sẽ được tự do đàm phán với Chelsea trong thời gian tới. Sau rất nhiều đồn đoán, cuối cùng Chelsea đã có động thái đầu tiên trong việc đưa huyền thoại Frank Lampard trở về dẫn dắt đội bóng. Derby County đồng ý cho Chelsea thảo luận với huấn luyện viên Frank Lampard về vị trí quản lý còn trống tại sân Stamford Bridge. Hy vọng động thái này sẽ giúp các bên nhanh chóng tìm được tiếng nói chung trước mùa giải mới. Sau khi huấn luyện viên Maurizio Sarri trở về Italia dẫn dắt câu lạc bộ Juventus, Lampard đang trở thành ứng cử viên số 1 cho ghế nóng tại Stamford Bridge dù mới chỉ có một năm kinh nghiệm cầm quân tại giải hạng nhất Anh. Trong khoảng 24 giờ tới, Chelsea sẽ làm tất cả những gì có thể để đưa huyền thoại 41 tuổi trở lại sân Stamford Bridge. Các nguồn tin tại Anh cho hay, Lampard sẽ ký hợp đồng 3 năm với điều khoản đảm bảo không bị sa thải trong 2 năm đầu. Ông chủ Roman Abramovich được cho là sẽ mất hầu bao 4 triệu euro để đền bù hợp đồng của Lampard với Derby County. Đây là con số thấp hơn với mức 6 triệu euro so với yêu cầu ban đầu của đội chủ sân Pride Park. Hiện tại, Lampard đang được người hâm mộ kỳ vọng sẽ mở ra một kỷ nguyên mới cho Chelsea trong giai đoạn khó khăn sau lệnh cấm mua bán cầu thủ trong ít nhất 2 kỳ chuyển nhượng. Để trợ giúp cho người không phổi, Chelsea mới đây đã bổ nhiệm Kê Chết với cương vị giám đốc kỹ thuật. Trong quá khứ, Frank Lampard đã trở thành tượng đài bất diệt tại Chelsea với 13 năm cống hiến. Anh thi đấu tổng cộng 648 lần ra sân sau 13 năm chơi bóng cho Chelsea, ghi được 211 bàn thắng, giành 3 danh hiệu Premier League, 4 FA Cup, 2 cúp liên đoàn, 1 Champions League và Europa League. Đến với bóng đá Việt Nam, Hà Nội FC có chiến thắng nghẹt thở trên sân Hàng Đẩy để có lần đầu tiên lọt tới chung kết khu vực. Hà Nội FC có đôi chút lợi thế khi có bàn thắng trên sân khách trong trận lượt về bán kết khu vực Đông Nam Á AFC Cup 2019. Tuy nhiên, Sirius Negros là một đối thủ mạnh và thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm vẫn tập trung cao độ dù có lợi thế sân nhà. Hai đội chọn lối chơi chậm, thăm dò đối thủ trong khoảng 15 phút đầu tiên. Sau đó, Hà Nội FC bắt đầu tận dụng ưu thế sân nhà với những pha tấn công liên tiếp. Phút 18, Hùng Dũng suýt chút nữa có bàn thắng nhưng cú sút của cầu thủ này lại đi ra ngoài. Sau đó, Ngân Văn Đại đã có một pha dứt điểm quyết đoán ở phút 29 nhưng xà ngăn lại từ chối bàn thắng của tiền vệ trẻ bên phía Hà Nội FC. Khi hiệp một còn 4 phút,
Văn Quyết có cơ hội cực tốt nhưng cú dứt điểm của cầu thủ này lại đi ra ngoài quá đáng tiếc. Sau khi hiệp 1 không có bàn thắng, Hà Nội FC ngay lập tức thiết lập thế công trong hiệp 2. Quang Hải có liên tiếp hai cơ hội nhưng không tận dụng được. Tuy nhiên, bàn thắng cuối cũng tới với đội chủ nhà. Người lập công là Paper Oma với pha dứt điểm chéo góc chính xác. Chỉ vài phút sau, Hà Nội FC nhân đôi cách biệt với cú sút cận thành của Văn Quyết. Trước đó, hậu vệ Cyril Nikros đã mắc lỗi để mất bóng ngay trước vòng cấm đội nhà. Những phút còn lại, đội khách chơi với tinh thần không còn gì để mất. Tuy nhiên, Cyril Nikros phải tới tận phút 85 mới rút ngắn tỷ số được do công của Dion. Những nỗ lực cuối cùng của đội khách không đem lại hiệu quả với sự xuất sắc của hàng phòng thủ Hà Nội, đặc biệt là thủ thành Văn Công. Chung cuộc, Hà Nội FC giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước Cyril Nikros và thắng chung cuộc với tỷ số 3-2. Chiến thắng này giúp thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm lần đầu tiên lọt tới chung kết khu vực Đông Nam Á tại AFC Cup.